Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh có buổi họp trực tuyến với thị trưởng thành phố Sakai, Nhật Bản, ông Daka Fuji Hideki. Cuộc họp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của hai thành phố thời gian qua, đồng thời thảo luận các định hướng phát triển mối quan hệ Đà Nẵng-Sakai thời gian tới. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố vẫn còn rất lớn, vì vậy hai bên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ và xúc tiến hợp tác kinh tế, trong đó có việc thu hút đầu tư, sự quan tâm của các doanh nghiệp Sakai với Đà Nẵng, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, đặc biệt tăng cường hợp tác và định hướng cùng phát triển thành phố thông minh, cũng như xúc tiến tới khởi động đường bay Đà Nẵng-Osaka, nhằm thúc đẩy du lịch Đà Nẵng-Sakai hậu Covid-19. Dịp này, thành phố Đà Nẵng trang trọng gửi lời mời phía Sakai đến thăm và tham dự lễ hội Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức vào tháng 7 năm nay nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng.